Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về việc mở rộng học sinh các khối lớp đi học trở lại từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Các trung tâm ngoại ngữ tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động kỹ năng sống sẽ được tổ chức dạy học trực tiếp sau khi được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch và phương án phòng chống dịch. Bên cạnh đó, những người tham gia giảng dạy, làm việc, học tập phải đảm bảo tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chủ động rà soát, tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn trong trường học khi cần thiết, tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu việc tổ chức mở rộng học trực tiếp cho học sinh từ sau Tết Nguyên Đán năm 2022 cho trẻ mầm non từ lớp 1 đến lớp 6. Trước đó, bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, gần 150.000 học sinh lớp 9 và 12 đã trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến. So với tỷ lệ thăm dò ý kiến phụ huynh học sinh, thì số học sinh đến trường thực tế cao hơn khá nhiều, có trường gần 100% số học sinh đã đi học trở lại. Từ thực tế sau 2 tuần tổ chức thí điểm cho học sinh học trực tiếp, lãnh đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đều cho rằng quy trình thực hiện đã ổn định, dần thích nghi một cách chủ động và sẵn sàng các phương án, tình huống chuyển trạng thái dạy học khi cần thiết.